Xin chào em trai nhé. Em có thể em giới thiệu em họ tên là gì? Em tên là Lê Văn Hoành. Lê Văn Hoành. Dạ. Em nhiêu tuổi rồi? 36. 36 tuổi, em nguyên quán ở đâu? Quê quán ở 121/4, Mai Thường Hạnh, khu 2, phường Gạch Sỏi, ở Vĩnh Lợi, thành phố Rạch Giá, Kiên Giang. Từ Kiên Giang luôn. Vậy là hôm nay em cùng ba người con của mình. Dạ. Về đây nhờ anh em thì xin chương ghi hình là đăng tin tỉ vợ đúng không? Dạ. Em có thể em giới thiệu là vợ em họ tên là gì? Huỳnh Kim Lê. Huỳnh Kim Lê. Vợ em nhiêu tuổi rồi? 30. 30 tuổi. Vợ em có cùng quê với em không? Dạ cùng quê. Ồ, cùng quê đúng không? Hai vợ chồng em có đăng ký kết hôn không? Dạ có. Ừ. Đến giờ vào phút này là em được mấy người con rồi? Em ở với vợ thì ba đứa. Còn ở hiện tại chung sống luôn là 5 đứa. Vậy là trước đây em đã có con riêng rồi đúng không? Dạ. Mình ly hôn hả? Dạ. Trước là ly hôn hay sao? Trước ở với vợ thì ly hôn rồi. Ở thì sau này là tới giờ. Em quen vợ này lâu chưa? Quen là, xong mới cưới hay sao? Có cưới không? Dạ không. Không cưới, ở với nhau không cưới. Mình có đăng ký kết hôn không? Dạ có. Có. Đây là ba con chung cùng là cùng với em với vợ. Dạ. Còn hai cái bé kia là trai gái. Hai đứa gái. Dạ đang ở với em hay ở với em? Dạ đi em. Ở với em. Thế còn vợ em trước đã từng có chồng chưa? Dạ chưa. Chưa có chồng. Ở với em. Dạ. Mà em đã từng có hai đứa con rồi. Dạ. Vậy là cũng anh thấy là trước đây cũng ổn đó. Bây giờ này họ chắc là không ổn rồi đúng không? Dạ. Em cho hỏi hiện nay em đang làm công việc gì? Dạ em chạy xe lôi. Chạy xe lôi đúng không? Dạ. Thế còn vợ em? Dạ em nhà nội trợ. Ừ, vợ nhà nội trợ luôn. Kinh tế gia đình mình ổn không? Dạ lúc trước thì cũng ổn, bây giờ từ mùa dịch tới giờ là cũng hơi eo ẩm. Bây giờ là không ổn rồi đúng không? Dạ. Bây giờ khó khăn phải không? Dạ. Ừ. Em từ hôm vợ đi nhờ ấy là em có đang làm công việc gì không hay là ở nhà? Cũng đang chạy xe lôi hàng ngày chứ. Ừ. Các con em để đâu? Ở nhà thì có bé ở nhà cho nó vợ chăm. Ừ. Gọi là có mấy chị em bên ngoài ở nhà giữ em bé đúng không? Dạ. Đến giờ phút là các con của em ấy là đây là bé gái đúng không? Dạ. Con Trung. Con Trung. Bé nhiêu tuổi rồi? 13. 13 còn bé trai bên này? 12. Còn bé nhỏ nhất bên kia đang chơi kìa. Gần 3 tuổi. Gần 3 tuổi hả? Dạ. Ồ. Mà vợ em đi lâu chưa? Đi cũng 2 năm mấy rồi. 2 năm mấy rồi? Đi 2 năm mấy luôn? Dạ. Vậy là con của em rất nhỏ là vợ đã bỏ đi rồi. Dạ. Tại sao vợ bỏ đi em có biết không? Tại biết nữa vậy, lúc mà trước đó thì có anh bà con thì ở kế bên thì cũng nghe lời dụ dỗ vậy mới là bỏ đi. Anh bà con của em? Dạ. Ở kế nhà luôn? Kế. Thế dụ vợ em đi? Dạ. Hay là vợ em dụ? Hai đứa dụ nghĩ gì đó là em cũng không biết nữa là bỏ được bỏ đi luôn. Mất tích luôn? Dạ. Lâu chưa? Bỏ đi thì cũng gần 2 năm mấy đó. 2 năm mấy đây rồi? Dạ. Rồi sau này cái thằng đó đi ghe gì đó. Rồi cũng bỏ nó rồi ở với thằng khác ở hiện tại là ở Thốt Nốt Cần Thơ. Vậy là người thứ ba rồi? Dạ. Trời đất ơi. Vậy là em bị vợ em ấy. Anh hỏi lại này, vợ em ấy là trước sinh em bé này đúng không? Dạ. Con của em. Dạ. Nó đứa nhỏ, bé trai đúng không? Dạ. Xong rồi ít thời gian là được mấy tháng thôi. Là vợ của em là bỏ đi luôn. Dạ. Và đi theo mấy ông gọi là ông anh. Dạ. Bà con. Dạ. Ở kế nhà. Dạ. Đúng chưa? Dạ. Vậy là đi theo mấy ông anh kế nhà xong rồi đi theo xong rồi bỏ một thời gian lại bỏ. Dạ. Và đi theo người khác. Dạ. Rồi đi theo người khác xong rồi lại bỏ đi theo người khác nữa. Dạ. Là ba người đúng không? Ồ. Sao biết? Cái bên là cục kèo là điện cho hay hiện giờ là đang ở. Đang ở cái kế nhà cục kèo. Hiện giờ là đang ở Thốt Nốt Cần Thơ, thuộc tỉnh Cần Thơ. Từ nhà em đến Cần Thơ có xa không? Từ khoảng cỡ gần 70 cây. Gần 70 cây. Em có biết là vợ em giờ đang sống với ai đó không? Thì đang sống với thằng đó là em nghe cũng tên đó là tên Tính gì đó. Ừ. Người lớn tuổi hay nhỏ tuổi? Em cũng chưa biết được. Bé ôm em bé đi. Vậy là từ hôm vợ em đi nhà phút này là hơn 2 năm rồi đúng không? Dạ hơn 2 năm. Vợ em có về nhà có báo tin cho gia đình không? Không có báo luôn, đi tới giờ không báo gì luôn. Dạ. Không gọi điện thăm con luôn. Dạ. Ừ. Thế hiện nay là cái kinh tế gia đình nhà em ấy, một mình em làm nuôi 5 đứa này có lọt ổn không? Cũng hay à, bây giờ sống tới đâu hay tới đó, tại vì là sống tới đâu hay đó à. Dạ.
Em lại dạy rất khó khăn đúng không? Ừ. Em mong muốn nhất điều gì hôm nay? Thì cũng mong cho tính tình vợ thì về chăm con tiếp là công chuyện nó ổn định hơn, dễ bình lòng hơn. Cho nhỏ là trước đây em muốn vợ mà tại nhà vợ bỏ đi. Dạ em có muốn chạy trong khi lúc mà tới giờ là hai đứa nó đi thằng anh đó là bài tính cái gì không biết là đi tới giờ là bỏ đi luôn. Rồi trước đây á, trước đây là ông anh kết nghĩa, khuyên ông anh bà con. Dạ. Dù gì cái gì đó là vợ bỏ đi luôn. Dạ. Cho anh hỏi lại này, trước đây là vợ em đi làm kiếm tiền về, em đi làm kiếm tiền em có đưa cho vợ không? Dạ có. Hàng ngày có đưa không? Dạ có. Em có chơi bời nhậu nhẹt bên ha gì không? Dạ không. Thế còn vợ em? Dạ em thì ở nhà cũng nội trợ, rồi khi bài tiệc bạn bè nhậu nhẹt gì đó. Trời, vợ bài tiệc nhậu nhẹt. Dạ. Kinh tế gia đình mình đông con mà khổ vậy, chồng đi làm rồi đúng không? Cực khổ mà vợ ở nhà bày tiệc cho bạn bè nhậu. Dạ. Vợ có thường xuyên nhậu vậy không? Có khi thường xuyên, khi 2-3 ngày nhậu, ngày nhậu liên tiếp vậy đó. Có khi là nhậu liên tiếp, có khi 2-3 ngày. Dạ. Như vậy là anh thấy là bê tha đó. Mà đến giờ phút này là vợ em chia sẻ là đi 3 người rồi. Đúng chưa? Là em là thứ 3 đó. Đúng chưa? Em là người thứ tư, em đầu tiên. Em đầu tiên rồi đi. Xong đến một ông anh kính, ông anh bà con. Rồi. Xong đến hai thằng nữa. Hai người khác rồi. Vậy là 3 người hay 4? 3. 3 rồi. Dạ. Ôi trời ơi. Thế vậy bây giờ này em muốn tìm điểm gì nữa đây? Thì em tính anh về anh coi được thì về chăm con tiếp. Về chăm con tiếp. Một mình em thế này là em nuôi con em thì em ổn không? Nuôi ổn dạ, được không? Cũng hay cũng khó khăn. Rất khó khăn đúng không? Dạ. Anh thấy là thực sự rất khó khăn rồi. Em mong muốn nhất điều gì em hãy chia sẻ thẳng thắn, em hãy nói chuyện với vợ đi. Hy vọng là vợ em đang xem video này đó. Nói đi. Thì cũng mong thì coi video này thì cũng về coi chăm con này kia tiếp. Đặng có công chuyện nó ổn định để có tinh thần để đi làm ăn. Ừ. Em có nhớ vợ không? Dạ cũng có nhớ. Bây giờ đến giờ phút này em biết là vợ đi theo mấy người rồi, em còn yêu không? Dạ cũng còn, kể sống từ tình nghĩa rồi đó giờ. Tình nghĩa nhà vợ em giờ đâu có thương em nữa đâu. Bây giờ nếu vợ em mà không về với em nữa thì em có buồn không? Thì cũng buồn chứ làm biết làm gì giờ. Buồn thì không biết làm gì. Thôi cố gắng nuôi con em nhé. Anh thấy là vợ em này là cũng khó khăn lắm. Anh em này sẽ tìm được vợ cho em. Nhưng vợ em về hay không thì anh chưa dám chắc đâu. Bởi đến giờ phút này con em nhỏ xíu xíu à, mới sinh ra mà vợ anh đã bỏ này đi theo người đàn ông khác rồi. Ông anh bạn, ông anh kết nghĩa, anh họ nào đó. Là anh thấy là rất tiếc rồi. Đúng chưa? Không những như vậy đến giờ phút này còn đi theo mấy người nữa. Con mà hai vợ chồng mà nuôi 3-4-5 người con này đã khó, là một mình em nuôi chắc chắn là anh thấy rất khổ, rất khó khăn. Ở quê em có chơi bời tệ lặn bê tha gì không? Dạ không, tối nay chơi sáng ngó hấp rồi chạy xe lo tới chiều tối. Em chạy trung bình một ngày là bao nhiêu tiền? Thì trung bình cũng lần bữa khi giờ 300-400, khi 400-500, bữa này bữa khác chứ. Có bữa nào không đồng nào? Dạ cũng có. Có không có? Không có về cha con ăn gì? Thì cũng có gạo sẵn ăn cái ông bảy bà cũng ăn được chứ. Rồi, có gì ăn đó luôn. Khó khăn nha. Em hãy lên tiếng, em gọi điện, em gọi cho vợ em đi, em nói chuyện với vợ em đi. Em nói chuyện trên video này, vợ em đang xem đó, em nói đi. Em nói chuyện với vợ em đi. Em có tình cảm, tình nghĩa gì đó thì mấy năm qua này ấp ủ thì em hãy chia sẻ đi. Thì mong cái video này thì nếu đọc cái này thì mong hãy kêu suy nghĩ về thì quay về đi con. Em mong muốn được gì vậy? Em cứ chia sẻ. Hơn 2 năm qua là tình cảm rất nhiều rồi. Đúng không? Em suy nghĩ rất nhiều rồi. Em muốn lấy vợ khác không? Dạ, chứ cũng chưa đâu. Tại còn con còn nhỏ rồi kìa, em muốn sống một vợ một chồng một kèo vậy đó. Thật sự rất khó khăn ha. Dạ. Rồi, xíu này tiếp tục trò chuyện với em nhé. Rồi, chú chào con cái. Con cho chú hỏi con họ tên là gì? Dạ, là Mỹ Duyên. Lê Mỹ Duyên ha. Duyên mấy tuổi rồi? Dạ 13. 13 tuổi. Con còn học không? Ừ. Không học nữa. Mẹ đi lâu chưa con có nhớ không? Dạ 2 năm mấy. 2 năm mấy hả? Trước khi mẹ đi cái đợt đó là con có nhớ là mẹ đi đâu không? Mẹ có dặn con là mẹ sẽ đi đâu không? Hả? Mẹ không nói gì đâu. Một cái một mẹ đi luôn hả? Đến giờ phút này con có nhớ mẹ không? Dạ nhớ. Nhớ nhiều không con?
con nó nghĩ là giờ phút này là mẹ con nó biết lý do tại sao mà mẹ bỏ các con, bỏ cha con để đi lấy đi ở với người khác không? Con nó biết lý do tại sao? Những ngày qua con suy nghĩ điều gì về mẹ? Mấy năm qua con suy nghĩ gì về mẹ? Hàng đêm đó, hoặc lúc con rảnh con ngồi con suy nghĩ suy tư con nghĩ gì về mẹ? Con có thương mẹ không? Giờ phút này ba con chia sẻ là mẹ con đi theo trai, con có buồn không? Buồn nhiều không? Con còn học không? Dạ. Nghỉ học lâu chứ con? Dạ, 2 năm mấy. 2 năm mấy hả? Chắc mẹ đi đang nghỉ học luôn ha. Đến giờ phút này con có giận mẹ con không? Cũng có. Cũng có. Con có mong muốn mẹ về với con không? Nếu mẹ về, mẹ về với con có tha thứ cho mẹ không? Con nói điều gì đó đi để cho mẹ về đi. Nói đi. Con nói mẹ về với con đi, đừng bỏ con. Dạ. Nói đi, nói mẹ ơi, mẹ về với con, mẹ đừng bỏ các anh em, các chị em con. Nói đi con. Nói cho mẹ về. Con có mong mẹ về không? Mong mà nói đi, nói cho mẹ về, mẹ đang xem đó. Nói đi. Mẹ bây giờ đi con, mẹ đừng cũng bỏ con nữa. Không ngờ có một người mẹ cần là người con mà dứt ruột để sinh đẻ ra, mà bỏ đến giờ phút này mấy năm qua rồi không ngó ngàng gì, cũng thực sự là rất lạ. Đã xác định đến với nhau rồi đúng không? Mình nghèo khó mình cũng phải thương yêu nhau. Trừ giả người chồng mình bạo hành, hoặc người chồng làm biếng, hoặc chồng tệ nạn không chịu làm ăn gì. Đến lúc có thể mình sẽ bỏ chồng, nhưng không có thể bỏ con được, đúng chưa? Nhưng đến giờ phút này mà bỏ cả chồng, bỏ cả con, mà đi sống hết người đàn ông nọ, người đàn ông kia thế này, thực sự rất đáng buồn. Bây giờ gia đình bên vợ của em, ba mẹ vợ hoặc anh em gia đình bên vợ có biết không? Dạ, bà vợ biết. Còn các anh em chị em bên vợ biết không? Biết hết. Mọi người có chia sẻ gì cho em không? Dạ không, nghe cũng điện đài chứ. Mọi người cũng không hỏi thăm gì em luôn? Dạ. Không chia sẻ luôn. Vậy là tự làm tự chịu thôi đúng không? Dạ. Tự sinh như tự nuôi. Gia đình có phụ giúp gì em không? Dạ không. Không luôn. Rồi chú chào cho bé trai, cho chú hỏi con họ tên là gì? Lê Anh Tuấn. Lê Anh Tuấn hả? Ba có thương con không? Không. Ba thương nhiều không? Nhiều. Hàng ngày ba bốn con không? Con có nhớ mẹ không? Nhớ nhiều hay ít con? Nhớ nhiều hay ít? Nhiều. Nhiều. Mẹ đi là trước khi mẹ đi mẹ có báo gì cho con mẹ đi đâu không? Không. Mẹ đi làm ăn gì không? Con không biết đâu. Không biết nữa. Hằng ngày mẹ có gửi tiền cho con để con ở nhà con ăn cơm ăn uống không? Dạ. Từ khi mẹ đi mẹ không gửi tiền cho con hả? Con còn học không Tuấn? Dạ không. Con học lớp nào chưa? Không có học lớp 2 nghỉ rồi. Học lớp 2 nghỉ? Lớp 2. Lớp 2 là bắt đầu lên lớp 2 xong nghỉ luôn. Dạ. Vậy là mới học lớp 1. Đúng chưa? Thế con có biết chữ không? Không biết chữ luôn. Trời đất ơi. Xác định sau này con làm cái công việc gì, con không biết chữ này, con đâu có tính toán này, con đâu có làm được cái công việc gì. Con có biết viết không? Biết viết tên không? Con có biết viết tên Tuấn không? Chữ Tuấn con biết không? Biết chữ. Hoặc là biết viết chữ Tuấn thôi đúng không? Không, nó biết đọc được. Nhưng mới học lớp 1 thì thua rồi. Lớp 1 là bỏ lâu rồi đúng không? Giờ quên hết chữ rồi. Lẽ ra 12 tuổi, lớp 6, lớp 7 rồi. Đúng không? Sao mình không cho con học mà cho nghỉ vậy em? Tại lúc hai chồng cũng khó khăn đó, rồi đi lên Sài Gòn làm. Tính người kêu ở nhà học đi, không chịu rồi đi theo ba mẹ. Rồi nghỉ học tới giờ. Đi theo thì mình phải bảo con chứ, ở nhà học chứ. Sống ở quê còn học được chứ, lên thành phố học tiền cho chịu lỗ. Vậy là không biết chữ luôn. Hai bé ở nhà biết chữ không em? Hai bé nhà có được học không? Đã, lúc mà học lớp 5 nghỉ rồi đi làm phụ tiếp. Lớp 5 khổ dữ vậy. Toàn lớp 5, lớp 3, lớp 5, lớp 1 thôi mà. Trước đây em có được học không? Chưa có. Em học lớp mấy? Lớp 7. 7.
con là thụt lùi luôn. Cha học lớp 7 nữa là con là 12 học đại học. Giờ thụt lùi luôn, tội không? Đến giờ phút này là mẹ bạch vô âm tín rồi. Con có yêu mẹ không? Đến giờ phút này con đang nghi ngờ hoặc con đang nghĩ rằng mẹ đang đi đâu và làm gì? Không biết. Không biết hả? Nếu mẹ mà bỏ các con, bỏ ba con có buồn không? Buồn. Buồn nhiều không? Con có mong ước là một ngày nào đó mẹ suy nghĩ lại, mẹ quay trở về không? Con có mong muốn như vậy không? Ừ. Hiện nay các bạn con phải có cha có mẹ đúng không? Đúng không? Được đi học mà có cha mẹ đưa rước, đưa đón đúng không? Về ăn cơm chung, tối ngủ nói chuyện chung đúng không? Mà con hoàn toàn không có. Ba thì cặm cụi đi làm từ sáng tới tối đúng không? Ở nhà chỉ có mấy chị em thơ thẩn chơi với nhau thôi. Có gì ăn đó đúng không? Ở nhà ăn uống đầy đủ không con? Có. Có thịt có cá gì không? Ai mua? Ba. Ba mua hả? Nhưng hôm những hôm ba không có tiền sao ba mua cho con được? Có hôm nào con được ăn sáng không? Con có được ăn bún ăn phở bao giờ không? Có. Ai mua cho con? Ba. Ba mua hả? Con thấy rằng ba hiện nay ấy, một mình ba như vậy mà ba nuôi các con như vậy có cực khổ không? Cực. Con có thương ba không? Ừ. Không cãi lời ba nghe không con? Dạ. Nhá. Hiện nay là mẹ bỏ đi rồi. Bây giờ gia đình con là bây giờ lương tựa nhất vào bản thân cha con thôi. Nhá. Cha con là một lao động chính. Hiện nay làm để kiếm tiền nuôi các con. Nếu cha một ngày không làm việc được là các con sẽ chết đói. Nhá. Vì vậy cho nên đừng để cho cha cái gì cho cha buồn ha, cha buồn ha. Dạ. Nha, phải nghe lời nha. Không quậy phá nghe không? Vâng lời. Không được bỏ đi lang thang. Được chưa? Được. Mình phải cố gắng. Nay mai đi học nghề, đi học bổ túc đi, xong đi học để biết chữ đi. Chứ các bạn ai cũng được đi học mà con không biết chữ này, con có buồn không? Được. Ai cũng được biết chữ hết. Sau này các bạn phải biết học lái xe để lái xe. Con không biết chữ này con đâu học lái xe được. Sau này con có tiền con không lái xe được. Đúng chưa? Mình không có chữ đâu có học được. Nhá. Cố gắng quyết tâm nhá. Yeah. Sau này một thời gian ngắn nhất định nhá, đi học đi. Học lại. Nhá. Mục đích chính là biết chữ. Sau này có nghề có nghiệp. Để tự nuôi thân nuôi sống bản thân mình. Còn sau này cha già rồi, đúng không? Đâu có nuôi con được. Tự con phải nuôi bản thân con. Con nói điều gì đó là cho mẹ con xem được, mẹ con suy nghĩ lại để mẹ con quay trở về với con đi. Nói đi. Nói mẹ ơi thương, mẹ có thương con sao mẹ bỏ con? Nói mẹ đang xem này, các chú đăng mẹ sẽ xem. Nói làm sao dễ thương nhất. Mẹ đừng bỏ con yêu mẹ nhiều lắm, con nhớ mẹ. Nói đi. Mẹ ơi, quay lại con đi mẹ. Chị em con đang trông chờ mẹ, mong mẹ về. Nói đi. Mẹ ơi, chị em mong mẹ về, mẹ giữ con đi mà. Con nhớ mẹ nhiều lắm. Con nhớ mẹ nhiều lắm. Sao mẹ lại mời mẹ đỡ đành lòng bỏ các chị em con? Mẹ đừng bỏ chị em con. Con thấy là hàng đêm ngủ không có tiếng của mẹ, mà nhà khác những bạn bè hàng xóm người ta có mẹ, người ta gọi mẹ ơi, mà con không được gọi, con có buồn không? Ừ. Thấy tủi thân không? Rất tủi ha. Hy vọng là cái video này đăng tải lên em gái xem được video này, em gái suy nghĩ lại và quay trở về, đặc biệt mà về với con của mình. Anh thấy chồng em là rất hiền lành, chịu khó, chịu thương. Đó. Đến giờ phút này là chồng em là cái cảnh gà chống nuôi con. Đó. Họ không ăn thịt con mà nhưng đến giờ phút này em sinh con nó nhỏ xíu xíu mà em bỏ ai theo trai này thực sự là rất tiếc. Ai nghe câu chuyện là thực sự rất phất lộ, rất buồn. Mình là phụ nữ, mình có thể bỏ chồng được. Vì lý do nào đó mình không sống được với chồng. Nhưng mình không thể bỏ các con được. Các con đang tuổi ăn, tuổi lớn, tuổi học. Đến giờ phút này các con của em hoàn toàn không được học hành tử tế như các bạn khác. Đó, mình sinh ra chúng ra nhưng mà hiện nay mình thiếu trách nhiệm. Gọi là mình vô trách nhiệm. Hy vọng là em bé xem video này, em bé suy nghĩ lại và quay trở về cùng với gia đình. Dạ, kính thưa cô chú anh chị. Nếu ai phát hiện được video đội hiệp sĩ Nguyễn Hải Dương đăng tải tất cả trang mạng xã hội, nếu ai thấy được em gái đang ở đâu thì báo tin giúp anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Hải Dương theo số điện thoại 0913 78 58 58. Anh em sẽ tìm cách để khuyên em gái này quay trở về nhanh nhất có thể để cùng nuôi dạy các con của mình lên người. Hiện nay các con
đã bỏ học hết lượt rồi. Chồng thì hàng ngày bơ vơ, phờ phạc đi tìm đi ngóng thông tin của vợ, biết ở đâu để đi tìm. Các con hôm nay để bỏ đi từ một nơi, từ một vùng quê, hôm nay thì về đây tập trung cả gia đình về đây nhờ anh em Hiệp Sĩ Bình Dương ghi hình để đăng tải thông tin đến tất cả trang mạng xã hội. Mục đích chính là chồng tìm vợ và các con tìm em. Nếu em xem được, em suy nghĩ lại, nếu em còn một chút tình nghĩa mẹ, tình mẹ em sinh ra, mang lặng đẻ đau 9 tháng vừa qua, ba đứa con thì em quay trở về. Anh thấy chưa có một người phụ nữ nào mà bỏ chồng mà đáng trách, mà đáng tiếc như thế này. Rồi cuối video này, bây giờ này cái câu chuyện của mình rất dài rồi nhá. Anh thực sự anh không biết nói gì hơn cả. Anh cũng chỉ biết cầu chúc cho em cùng với các con em luôn mạnh khỏe. Hy vọng trong thời gian tới thì vợ em suy nghĩ lại, vợ em quay trở về cùng với gia đình em nhé. Cố gắng ha. Rồi, bình tâm lại nuôi các con. Còn nếu vợ không về nha, anh nhắc lại, thì em cố gắng hết sức để nuôi các con em lên người. Đừng vì lý do nào đó mà bỏ các con hoặc bỏ bê các con, rất tội nghiệp em nhé. Mình sinh chúng ra mình phải có trách nhiệm. Đặc biệt là các bé hiện nay phải nghe lời cha nhé. Bé gái bên kia cũng vậy nhé. Bé gái là tuyệt đối không nghe lời bạn bè xấu dụ dỗ, có thể là mua bán nha, và quen biết yêu đương tầm bậy, là một ngày nào đó là con sẽ xa mà vũng lầy, con không về được. Đặc biệt là hiện nay gia đình con rất nghèo nhé, chú nó nghiêm túc lắm nhé. Gia đình con không có tiền để cứu con về đâu, không được nghe bạn bè dụ dỗ đi đâu, đi đâu đó phải báo tin cho gia đình hoặc phải thưa với cha, nếu cha đồng ý thì hẳn được đi, còn nếu không đồng ý không được phép đi. Vì nếu con tự động con đi là một ngày nào đó con sẽ không bao giờ con về được nữa, và vĩnh viễn con không bao giờ nhìn thấy mặt cha con và các con và các em của con nha. Chú cảnh báo rồi nha, được chưa? Rồi, dạ, kính thưa cô chú anh chị bạn, đây là một câu chuyện thực sự rất đặc biệt. Một gia đình hiện nay 5 đứa con, 2 đứa con riêng và 3 đứa con cùng vợ cùng chồng. Vì lý do nào đó hiện nay thì vợ mới sinh cho người con thứ ba là con út, mới được thời gian rất nhỏ, gọi đỏ hỏng thôi, thì vợ đã đi theo một người anh họ. Đến giờ phút này vợ bỏ anh họ và đi theo người khác. Đó. Thì hy vọng là cái video này đăng tải lên các cô chú anh chị, nếu ai phát hiện là thông tin em gái đang ở đâu thì báo tin giúp anh em đội Hiệp Sĩ Quân Thành Dương, là các anh em tìm cách để khuyên em gái này quay trở về nhanh nhất có thể. Dạ, cuối video cho phép công trần xin thay mặt các anh em đội Hiệp Sĩ Quân Thành Dương xin kết thúc cái cuộc trò chuyện ở đây, bởi vì cái cuộc trò chuyện này thực sự là càng nói càng cảm rất đau thương. Hy vọng là các cô chú anh chị cố gắng hết sức để đồng hành cùng anh em Hiệp Sĩ Bình Dương để tiếp tục chia sẻ những video này để lan tỏa nhiều hơn nữa, để giúp đời giúp người. Dạ, xin thân ái chào hẹn lại các cô chú anh chị bạn trong những video tiếp theo. Xin kính chào, hẹn gặp lại.